Bệnh tự miễn đó là một cái căn bệnh mà hệ miễn dịch của chúng ta hoạt động bất bình thường. Hệ miễn dịch lúc này nó không có nhận ra cái vai trò của nó là bảo vệ cơ thể chúng ta, mà nó tấn công một số cái cơ quan cơ thể chúng ta. Thì các bạn thường nghe tới cái bệnh viêm khớp. Bệnh viêm khớp mà do cái hệ miễn dịch tự miễn xảy ra đó, đó là khi mà cái hệ miễn dịch nó tấn công những cái tế bào nó gây viêm. Thì để điều trị những cái bệnh này, người ta phải sử dụng những cái thuốc kìm hãm miễn dịch. Thì nó cũng giống như cái trường hợp đó là chúng ta cấy ghép cơ quan nội tạng của người khác, thì chúng ta cần phải sử dụng các thuốc kìm hãm miễn dịch để cho cái hệ miễn dịch của cơ thể của chúng ta không có hoạt động thái quá để đào thải những cái cơ quan đó. Thì trong trường hợp này, khi hệ miễn dịch của chúng ta hoạt động thái quá và tấn công vào cái cơ thể của chúng ta, tế bào của chính chúng ta, thì chúng ta cũng phải sử dụng những cái thuốc để làm giảm cái hoạt động của cái hệ miễn dịch của chúng ta, đặc biệt là những cái tế bào miễn dịch đó. Thì những cái thuốc này suy cho cùng nó cũng gây nên cái hiện tượng đó là suy giảm miễn dịch của người bệnh. Thì nó sẽ gây nên cái tình trạng đó là nguy hiểm khi chúng ta dễ dàng mắc những cái bệnh cơ hội khác. Do vậy, khi sử dụng những cái thuốc suy giảm miễn dịch này, chúng ta phải thật cẩn thận, phải tránh cái việc lây nhiễm này nọ từ cái môi trường xung quanh của chúng ta.